Trong thời gian gần đây, luôn xuất hiện những hiện tượng kỳ lạ về thế giới song song. Chỉ trong một đêm, một số TikToker đã thấy mình ở một nơi không có bóng con người. Các trường hợp dưới đây gây ra nhiều hoang mang cho dư luận và họ không biết rằng có nên tin hay không. Tuy nhiên, một trường hợp hiếm gặp sau đây được quay nhiều nhất vào ban ngày mà vẫn không có lấy bóng của một con người. Câu chuyện này được một TikToker chia sẻ lên trang cá nhân của mình với lời nhắn như sau. Tôi đã tỉnh dậy trong một bệnh viện mà tôi không biết đây là nơi đâu. Tôi chỉ biết rằng vào ngày 13 tháng 2 năm 2027 tại Valencia, Tây Ban Nha, nhân loại đã tuyệt chủng, chỉ còn lại mình tôi trong thành phố. Không có ai ở trung tâm mua sắm. Không có ai trên đường phố. Không có ai trên bãi biển và những con thuyền trôi dạt. Điều gì sẽ xảy ra? Ngay sau đó, có một người dùng đã yêu cầu người thanh niên này quay khung giờ để xác minh rằng anh đến từ tương lai năm 2027. Và những gì anh ta quay được thật sự sốc. Tuy nhiên, khán giả bắt đầu nghi ngờ rằng ngày và giờ trên máy tính đã được sửa đổi thủ công. Tuy nhiên, chàng trai này vẫn tiếp tục ra bên ngoài, tìm kiếm sự giúp đỡ và những lời cầu cứu tuyệt vọng của anh trong thành phố không có con người. Tôi tiếp tục tìm kiếm sự sống của con người. Tôi bắt đầu mất hy vọng. Hôm nay, tôi đã ăn được vài thứ. Tất cả những điều này sẽ kéo dài trong bao lâu? Trong tất cả các bình luận của kênh ở chàng trai này đều cho rằng anh đang ở trong một thế giới song song với thế giới của chúng ta. Chính vì vậy, anh ta đang cố điều tra về thế giới mà anh thật sự đang sống. Khán giả bắt đầu nghi ngờ và không tin chàng trai này chút nào khi anh đề cập đến thế giới song song. Họ cho rằng anh chỉ dám quay ở ngoài biển đồi núi. Tuy nhiên, chàng trai này luôn quay mọi thứ mà anh thấy bằng mắt. Khán giả bắt đầu yêu cầu anh vào trong một ngôi nhà ngẫu nhiên. Và đây là những gì anh ta đã làm. Sống một mình vào năm 2027. Mỗi ngày trôi qua, tôi cảm thấy mạnh mẽ hơn một chút. Tôi tin rằng tôi sẽ quay trở lại vào năm 2021. Về sau, điều này họ yêu cầu anh ấy đến sân bay vì cho rằng sân bay có rất nhiều người và anh ta bắt đầu quay được một cảnh tượng thật sự cô đơn. Người sống sót duy nhất cuối cùng đã bắt đầu đi quay bằng chứng khắp các hành lang và mọi ngóc ngách trong sân bay.
Các bằng chứng tiếp tục được đưa ra trong sự tuyệt vọng của anh ấy để tìm kiếm một người khác sống trong thành phố. Anh ta tiếp tục tìm kiếm khắp nơi trong trường học, trung tâm thành phố, tòa nhà, cơ quan xe hơi, bệnh viện. Và ý tưởng là để lại một số móc chìa khóa anh nhặt được để rải rác khắp nơi thông qua các tọa độ địa lý. Tuy nhiên, sau khi một số khán giả bắt đầu đi đến địa điểm này và họ tìm thấy được chìa khóa mà chàng trai này giấu ở đó, tiết lộ rằng thế giới năm 2027 mà anh đang sống thực sự có kết nối với năm 2021. Không lâu sau đó, anh ta thật sự sốc khi một số người đã tìm được móc chìa khóa khi họ đến chính xác địa điểm chàng trai này giấu những chiếc chìa khóa đó vào năm 2021. Thí nghiệm cuối cùng cũng đã được chàng trai này thừa nhận. Tôi đã điều tra những điều này vào những ngày này và những gì đang xảy ra với tôi. Tôi có nói chuyện với một số bạn và tôi phát hiện ra rằng có một loại kết nối từ năm 2027 đến năm 2021. Bài kiểm tra móc chìa khóa mà tôi thực hiện hôm nay, tôi đã xác nhận điều đó khi tôi để lại đồ vật ở địa điểm đó. Bạn có thể thấy chúng và nhặt chúng lên. Nhưng điều tương tự đã không xảy ra với mọi người. Tôi vẫn không thể nhìn thấy ai. Và thế giới nơi tôi đang ở, mọi thứ vẫn còn vào năm 2021. Đó là lý do tại sao mỗi ngày thức dậy, tôi đều thấy mọi thứ bình thường. Mọi thứ đều sạch sẽ. Mọi thứ ở đúng vị trí của nó. Đó là lý do tại sao anh ấy xác nhận rằng tôi đang ở một thế giới song song. Người sống sót duy nhất xác nhận rằng anh ta đang ở trong một thế giới song song. Mọi thứ xung quanh ở đây đều giống hệt như vẻ bề ngoài của năm 2021 của chúng ta vậy. Có điều, anh ấy đang ở năm 2027. Và ở đó là một thành phố không có bóng người. Bây giờ mục tiêu của anh ấy đó là tìm ra lý do chính xác về mối liên hệ kỳ lạ này. Và ai là người đứng sau những điều kỳ lạ này? Bản cập nhật tiếp theo mà chàng trai này up lên TikTok rằng anh đã tìm thấy được một mặt dây chuyền kỳ lạ có tên là Etty Lucia. Tôi đã ngủ cùng với thứ này 2 đêm rồi. Và cả 2 ngày tôi đã mơ về thành phố đầy người. Đó có phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên? Hay nó có liên quan gì đó tới câu chuyện thế giới song song của tôi? Sau 3 ngày không có điện, cuối cùng tôi cũng có thể tải lên video của mình. Sau đó, một khán giả bắt đầu cho rằng video của chàng trai này đang ghi hình vào lúc 6-7 giờ sáng nên không có ai cả. Tuy nhiên, những gì mà anh ta cho chúng ta xem thật sự bất ngờ. Đó chính xác là 5 giờ chiều, nhưng cũng không có ai hết. Tất cả khán giả bắt đầu yêu cầu anh ấy đến những địa điểm mà đông du khách nhất. Tuy nhiên, tất cả khu mà chàng trai này đến không có bất kỳ ai. Thực sự anh ta đến từ năm 2027 không? Thì tất cả đã rõ. Ngày thứ 38, anh chàng này một mình ở trong thế giới song song. Anh ấy đã có một chuyến đi khá dài trong thành phố hoang vắng và phát hiện được một tầng hầm kỳ lạ.
Tôi nghĩ rằng tôi đã nghe thấy một âm thanh bên dưới, nên tôi đã quyết định đi xuống để xem. Nhưng tôi không tìm thấy bất cứ thứ gì cả. Các bài kiểm tra mà khán giả yêu cầu anh làm nhiều nhất đó chính là hãy sử dụng TV, nhưng nó bắt đầu nhiễm sóng và không có gì cả. Sự tuyệt vọng phải khiến anh ấy cầu cứu sự giúp đỡ thông qua thế giới của chúng ta. Lâu rồi tôi không hỏi, nhưng tôi cần bạn giúp. Tôi đã quen với việc ở một mình, nhưng tôi phải quay lại năm 2021. Có điều gì đó xảy ra với hệ điều hành. Tôi đang đọc hệ điều hành trong các bình luận. Phản hồi của khán giả khiến cho họ có lòng tin hơn khi anh ta đã đi đến những nơi mà họ yêu cầu. Nhưng đúng với lời nói của chàng trai này, những nơi anh đến đều không có ai. Sau đó, người thanh niên đó lại ngạc nhiên với nơi trú ẩn mà anh đã tìm thấy trước đó. Trong một đêm, anh ấy đã mơ rằng có ai đó dẫn anh ta đến tầng hầm bí mật đó và đưa cho anh ta một thứ gì. Giật mình dậy, chàng trai này quyết định đi đến tầng hầm đó một lần nữa. Và anh ta đã tìm được một thứ gì đó rất kỳ lạ. Ở cuối nơi cư trú, có một tập tài liệu màu xanh lá cây đang được đợi sẵn, có nội dung khá bất ngờ. Javier chắc chắn sẽ không nhớ bạn là ai. Chúng tôi tin rằng bạn sẽ không nhớ lại bất kỳ điều gì sau khi thử nghiệm. Nhưng chúng tôi sẽ không cắt đứt liên lạc với bạn. Sau này, bạn sẽ hiểu tại sao bạn phải đi tìm để đạt được những kế hoạch này và phải ghi lại lý do tại sao bạn phải chế tạo và tìm kiếm một cỗ máy thời gian, như cỗ máy mà chúng tôi đã sử dụng với bạn vào năm 2027. Chúng tôi hy vọng bạn có được con mắt của Andalusia trong tay. Đó là chìa khóa. Chúng tôi gửi nó cho bạn từ năm 2027 đến năm 2021 để hoàn tất nhiệm vụ. Tuy nhiên, nhiệm vụ đã thất bại trong không gian thời gian. Điều này khiến bạn rơi vào một chiều không gian giữa năm 2027 và năm 2021. Nơi mà không có sinh vật sinh sống. Chúng tôi yêu cầu bạn bình tĩnh kể từ khi nghe được lệnh này. Chúng tôi có thể giúp bạn nhiều hơn điều này. Chúng tôi hy vọng sẽ sớm được nghe tin tức từ bạn. Trân trọng. Mọi thứ đều khá lạ trong đoạn văn bản. Tuy nhiên, khi chúng ta quan sát kỹ hơn, có thể thấy một dòng chữ rằng đây là sự kiện thí nghiệm. Rõ ràng chàng trai này đang ở trong một cuộc thí nghiệm du hành thời gian. Tuy nhiên, nó đã thất bại. Và anh ta đang ở giữa hai thế giới là vào năm 2021 và năm 2027. Tuy nhiên, trong những ngày tiếp theo, chúng ta sẽ có thêm chi tiết về cỗ máy thời gian và sự kết nối kỳ lạ của thế giới song song. Hãy cho mình biết nếu như bạn muốn mình khám phá tiếp về câu chuyện của chàng trai này bằng cách bình luận bên dưới. Đừng quên chia sẻ video này cho bạn bè của mình cùng xem nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.